Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ bắt cách thực tập từng một phần Server Mission. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị máy Windows Server 2008 và chưa được nâng cấp domain, có tên là Server 1. NIC 1 là 192.168.1.1.24 và máy Windows PC1 có NIC 1 là 192.168.1.2.24 và chúng ta có mô hình như trên. Mục tiêu bài lab là chúng ta sẽ cấu hình xe các thư mục có phân quyền truy cập, xe thư mục với nhiều tên và cấu hình Asset Basis Enumeration trên máy server 1. Sau đó kiểm tra xe folder trên máy PC 1 và tạo ổ đĩa bằng command line cho PC 1. Mục tiêu cuối cùng là chúng ta sẽ cấu hình các vấn đề về xe folder và tạo ổ đĩa mạng bằng CMD. Lưu ý là khi thực hiện trên máy ảo VMware thì các cạc mạng sẽ thiết lập chế độ hot only và nên tắt tính năng Windows Firewall trên các máy server và PC. Bước 1, chúng ta sẽ tiến hành share permission, cấu hình share folder trên máy server 1. Trên máy server 1, chúng ta vào start, chọn run, rồi gõ lệnh lusrmgr.msc để vào local user and group. Chúng ta vào start run, gõ lệnh lusrmgr.msc để vào local user and group. Sau đó chúng ta vào user vào và chúng ta sẽ tiến hành tạo hai user U1 và U2 có mật khẩu là 123 ABC chấm than chấm than chấm than và U2 cũng có mật khẩu tương tự. Chúng ta sẽ gõ U1 và U2 vào username và chúng ta gõ vào password. Sau đó chúng ta sẽ bỏ chọn Usermode Change Password SNET Logon. Chúng ta chuột phải chọn New User. Trong username chúng ta gõ vào U1 và password. Và bỏ chọn Usermode Change Password SNET Logon. Chọn clear. Tương tự U2 chúng ta cũng gõ password. Và bỏ chọn Usermode Change Password SNET Logon. Chọn clear. Chọn close. Tiếp theo, trên máy server 1, chúng ta vào Odyssey và tạo thư mục thực tập gồm hai thư mục con là dữ liệu và bí mật. Chúng ta vào computer và Odyssey, chuột phải chọn new, chọn folder, tạo thư mục có tên là thực tập. Trong thư mục thực tập, chúng ta sẽ tạo hai thư mục con có tên là dữ liệu và bí mật. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra firewall bằng cách vào start run và gọi lệnh firewall.cpl. Chúng ta vào start, vào run, gõ lệnh firewall.cpl
Sau đó chúng ta vào join setting, chọn vào off the tag firewall. Tiếp theo cho máy Xeon 1, chúng ta sẽ chia sẻ thư mục dữ liệu đã tạo. Và trong dữ liệu property, chúng ta chọn vào Advanced Sharing và check vào Share This Folder. Sau đó chúng ta chọn vào Permission trong Group of Username. Chúng ta sẽ chọn vào Everyone và chọn Full Control để cho nó toàn quyền. Chúng ta chuột phải vào thư mục dữ liệu, chọn Property, chọn vào Sharing, chọn vào Advanced Sharing, check vào Share This Folder, chọn Permission. Và trong thư mục Group of Username, chúng ta chọn vào Everyone, chọn Full Control cho nó toàn quyền, chọn OK. Tiếp theo trên máy Xeon 1, chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ thư mục ẩn bí mật đã tạo. Trong bí mật property, chúng ta sẽ chọn vào sharing, chọn vào advanced sharing và check vào share this folder. Trong phần bí mật, chúng ta sẽ thêm vào dấu đô la để cho thư mục nó ẩn. Sau đó chúng ta chọn vào Permission và chọn vào Everyone cho nó Full Control để cho nó toàn quyền. Chúng ta chuột phải vào bí mật, chọn Property, chọn vào Sharing, chọn Advanced Sharing, chọn vào Share This Folder. Chúng ta thêm vào dấu đô la. Sau đó chúng ta chọn vào Permission, chọn vào Everyone, chọn Full Control cho nó toàn quyền, chọn Apply, OK. Tiếp theo trên máy Xeon 1, chúng ta sẽ chia sẻ thư mục dữ liệu đã tạo với nhiều tên. Trong thư mục dữ liệu property, chúng ta chọn vào sharing, chọn vào advanced sharing, chọn vào check vào share this folder. Sau đó chúng ta chọn vào all, chọn vào add và gõ vào share name có tên là kế toán. Sau đó chúng ta chọn vào permission và trong group username, chúng ta chọn vào Everyone và cho nó Full Control để cho nó toàn quyền. Chúng ta chuột phải vào thư mục dữ liệu, chọn Property, chọn vào Sharing, chọn vào Advanced Sharing, chọn vào Add. Trong Share Name, chúng ta gõ vào kế toán. Sau đó chúng ta chọn vào Permission, chọn Full Control, chọn Apply, OK để cho nó toàn quyền. Tiếp theo trên máy Xeon 1, chúng ta sẽ kiểm tra các share resource bằng Share and Strong Management. Chúng ta vào Server Manager, vào Role. Sau đó chúng ta vào File Service. Tiếp theo chúng ta vào Share and Strong Management để kiểm tra các Share Resource. Chúng ta vào Star, vào Server Manager, vào Role, vào File Service, vào Share and Strong Management. Chúng ta sẽ thấy thư mục bí mật và dữ liệu và kế toán đã được share trên thư mục. Trên máy Xeon 1, chúng ta sẽ tạo thành thư mục Athena có hai thư mục con là kỹ thuật và trợ giảng.
Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một thư mục con có tên là Athena, sau đó chúng ta sẽ tạo hai thư mục con có tên là kỹ thuật và trợ giảng. Và trên máy server 1 chúng ta sẽ share thư mục Athena vừa được tạo có full control. Chúng ta vào Athena property, vào thư mục sharing, vào Advanced Sharing và chọn vào Share This Folder, chọn Permission và trong Group Username chúng ta chọn vào Everyone và cho nó Full Control để cho nó toàn quyền. Chúng ta vào Start, vào Computer và Odyssey, chuột phải chọn New, chọn Folder có tên là Athena. Trong Athena chúng ta sẽ tạo hai thư mục con có tên là kỹ thuật và thư mục trợ giảng. Tiếp theo chúng ta chuột phải vào thư mục Athena, chọn property, chọn vào sharing, chọn event sharing, check vào share this folder, chọn permission. Trong group All username chúng ta chọn vào everyone cho nó full control, cho nó toàn quyền. Trên máy C1 chúng ta sẽ xem thư mục kỹ thuật có phong quyền, U1 có toàn quyền và U2 không có quyền. Trong phần kỹ thuật property chúng ta sẽ vào tab security và chọn vào advanced. Trong advanced security setting for kỹ thuật chúng ta sẽ chọn vào edit. Tiếp theo chúng ta chọn bỏ chọn include và chúng ta sẽ bỏ chọn kế thừa quyền từ thư mục cha, rồi sau đó chọn copy ở Windows Security. Chúng ta vào chuột phải vào kỹ thuật chọn property, vào tab security chọn advanced, chọn vào edit, bỏ chọn include, sau đó chúng ta chọn copy để tiến hành bỏ chọn kế thừa quyền từ thư mục cha, chọn apply. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ trở lại kỹ thuật property và chọn edit. Trong permission for kỹ thuật chúng ta sẽ xóa user và thêm user 1 và chọn full control cho user 1. Chúng ta chuột phải vào kỹ thuật, chọn property, chọn sharing, chọn security, chọn edit. Chúng ta sẽ xóa user, chọn vào remove, sau đó chúng ta chọn vào add, chọn Advanced, chọn File Now, chọn vào U1
Chọn OK. Sau đó chúng ta chọn vào U1 và cho nó toàn quyền. Chọn Apply OK. Sau đó chúng ta vào tab Serine để chọn Append Serine và check vào Save Folder để xem thư mục. Chúng ta vào Serine, chọn Append Serine, chọn Yes Save Folder, chọn OK, chọn Close để xem thư mục. Tiếp theo trên máy xem thư mục, chúng ta sẽ xem thư mục chọn dạng có phân quyền U2 có toàn quyền và U1 không có quyền. Trong chọn dạng của Property, chúng ta vào tab Security, chọn Advanced. Sau đó chúng ta chọn vào Edit, bỏ chọn Include để bỏ chọn kế thừa quyền từ thư mục cha. Sau đó chúng ta chọn vào Copy ở Windows Security. Chúng ta chuột phải vào thư mục trợ giảng, chọn Property, chọn vào Security, chọn Advanced, chọn Edit, bỏ chọn Include, chọn Copy để bỏ chọn kế thừa từ thư mục cha. Tiếp theo chúng ta trở lại trợ giảng Property trong tab Security, chúng ta chọn vào Edit, và trong Permission for trợ giảng chúng ta sẽ xóa User và thêm U2 và cho nó Full Control để cho nó toàn quyền. Sau đó chúng ta sẽ vào tab Series và check vào Save Folder để xem thư mục. Chúng ta chuột phải vào chọn dạng, chọn Property, chọn Security, chọn Edit và bấm chọn User, chọn Remove. Sau đó chúng ta chọn Add, chọn Advanced, chọn Final, chọn vào U2, chọn OK. Chúng ta chọn vào U2 và cho nó Full Control, chọn Apply OK. Sau đó chúng ta qua tab Sharing, chọn Advanced Sharing, chọn Share This Folder, chọn OK để tiến hành share thư mục. Tiếp theo trên máy server 1, chúng ta sẽ Enable Access Basis Enumeration cho thư mục Athena. Chúng ta vào Share and Store Management, chuột phải chọn Athena Property, chọn Advanced. Sau đó chúng ta chọn vào Enable Access Basis Enumeration. Sau đó chúng ta sẽ chọn OK. Chúng ta chuột chọn vào Start, chọn Server Manager, chọn vào Row, chọn vào File Service, chọn vào Share Store Management, chuột phải vào Athena, chọn Advanced. Chúng ta chọn vào Enable Access Basis Enumeration, chọn OK. Để tiến hành cấu hình Access Basis Enumeration cho thư mục Athena. Bước 2, chúng ta sẽ Share Permission Client, kiểm tra Share Folder trên máy PC1. Trên máy PC1, chúng ta vào Run, gõ lệnh sạc sạc 192.168.1.1 và
chọn OK để truy cập vào máy C1. Đầu tiên chúng ta vào Windows Space máy PC1, vào run, gõ lệnh sạc 192.168.1.1. Tiếp theo, trong phần connect to C1 chúng ta sẽ gõ U1 có mật khẩu là 123ABC.2.2.2 và cái số connect to C1 để kiểm tra thư mục xe. Trong phần username chúng ta gõ vào U1 và password, chọn OK để truy cập vào C1. Tiếp theo, trong thư mục dữ liệu chúng ta vào Windows 2008, vào thư mục dữ liệu, chuột phải chọn New, tạo một file có tên là ABC và gõ vào một file test để kiểm tra. Tiếp theo chúng ta vào lại Windows XP, vào thư mục dữ liệu chúng ta sẽ thấy file abc.txt đã được tạo sẵn. Và trong thư mục Athena chúng ta có hai thư mục con, nhưng chúng ta chỉ thấy được thư mục kỹ thuật và không thấy được thư mục bí mật, do để kích hoạt tính năng Access Basis Enumeration trên thư mục Athena. Chúng ta quay lại vào thư mục Athena, chúng ta sẽ thấy chỉ có thư mục kỹ thuật hiện, còn thư mục bí mật đã bị mất do tính năng Access Basis Enumeration trên thư mục Athena. Cảm ơn thầy và các bạn đã quan tâm theo dõi.